Thưa quý vị, người dân sống tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang vẫn đang xôn xao về trường hợp cả gia đình gồm hai vợ chồng và đứa con nhỏ 9 tháng tuổi chết bất thường trong một chiếc xe ô tô Mercedes vào chiều ngày hôm qua, 20 tháng 3. Và đến thời điểm này, sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều dấu vết bất thường trên chiếc xe ô tô này. Cụ thể, nạn nhân được xác định là hai vợ chồng, anh Trịnh Đức Mạnh, sinh năm 1974, và chị Nông Bích Ngọc, sinh năm 1979, và bé cháu trai, mới 9 tháng tuổi, là con thứ hai của gia đình, đều tử vong trên băng ghế sau của xe ô tô Mercedes biển kiểm soát 30N4730. Được biết, gia đình có hộ khẩu thường trú tại phường Trần Phú, thành phố Hà Giang. Người chồng là cán bộ sở xây dựng, còn người vợ là phó trưởng khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hiện trường nơi xảy ra vụ việc cách nhà khoảng 7 km. Chiếc xe ô tô con đổ ở điểm cuối của con đường làng, khu vực rất vắng vẻ và thưa người qua lại. Người dân ở đây cho biết đã thấy chiếc xe đổ ở vị trí trên từ buổi sáng đến chiều vẫn ở đó nên đến kiểm tra và phát hiện sự việc. Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một phần trần của ô tô bị cháy. Đại diện chính quyền địa phương cho biết trong quá trình sinh sống, vợ chồng anh Mạnh chưa xảy ra mâu thuẫn hay to tiếng với nhau. Tuy nhiên, trước thời điểm xảy ra vụ việc thì cán bộ tòa án có xuống tìm hiểu về việc hai vợ chồng làm thủ tục ly hôn.